Đối với nguồn nước tưới đối với cho cây sầu riêng thì chúng ta quan tâm thứ nhất là cái vị trí cấp nước. Thì cái vị trí cấp nước thì chúng ta phải lấy cái nguồn nước từ cái trục sông chính hoặc là những cái nhánh sông lớn chúng ta đưa vào trong mương vườn của chúng ta. Thì với cái nguồn nước như vậy thì cái chất lượng nước trong đó thì cái pH nước nó sẽ được đảm bảo, rồi cái oxy nước nó cũng sẽ nằm ở cái mức độ ngưỡng phù hợp. Và song song đó thì bà con nông dân chúng ta phải đặc biệt lưu ý, đối với bà con nông dân ở miền Tây thì chúng ta phải kiểm tra luôn là cái độ mặn trong nước. Thì cụ thể hơn đối với độ mặn trên cây sầu riêng, cái nguồn nước thì chúng ta phải kiểm tra, nếu mà nó dưới 0.3 phần ngàn thì chúng ta sẽ cho phép tưới, còn nếu mà trên 0.3 phần ngàn tới khoảng 0.5 phần ngàn thì chúng ta hạn chế tưới, còn nếu mà trên 0.5 phần ngàn luôn là chúng ta sẽ không có tưới để đảm bảo cho cái sự sinh trưởng của cây. Còn pH nước thì phải nằm ở trong ngưỡng từ 5.5 cho tới 7, còn oxy nước thì chúng ta phải nằm ở cái ngưỡng là khoảng 0.8 millisimol trên cm. Cái đó thì nó sẽ đảm bảo cho cái việc mà chúng ta đưa cái nguồn nước này lên tưới sầu riêng, nó sẽ giúp cho cái sầu riêng nó phát triển tốt. Chúng ta có thể thấy đây là một trong những cái hệ thống mương vườn khá là tốt, với chất lượng nước cũng khá là ổn. Thì chúng ta thấy là với cái chất lượng nước như thế này thì cái việc sinh trưởng phát triển của cây sầu riêng nó sẽ được đảm bảo nó tốt trong cái thời kỳ kinh thiết cơ bản, cũng như là cái nền tảng để cho cây sầu riêng nó bước vào thời kỳ kinh doanh.